Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Dạ, dạ, rồi chị cho biết tên không? Em là Phạm Thị Lê Quang. Rồi, chị bị gì chị em nói luôn? Em bị thoát lễ điện. Rồi gì nữa? Rồi gan với mỡ nè. Rồi. Điếc lỗ tai nè. Điếc tai là điếc tai nào? Điếc lỗ tai phải. Lỗ tai phải. Xong rồi. Điếc bao lâu rồi? Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi hả? Dạ. Nhưng mà sao mà điếc thì sao mà để chồng chửi? Tại vì ông nói không nghe, cái hỏi. Hỉ, tại người Trung mà. Hỉ, anh nói cái gì? Cái ông kêu mẹ tao nói mày không nghe thôi im mẹ đi khỏi trả lời. Giờ em nghe vậy là em đi tuốt luôn, đi qua thầy làm hết. Ok. Ở gần nhà cô sao cô không qua? Cái tôi có biết ở đâu. Hồi đâu giờ ở tôi nhà quê lắm đâu có mạng méo đâu biết. Bây giờ nhà chị ở đâu? Dạ nhà em ở 26 Đinh Điền nè. Ở ngay ngõ sau chợ Phạm Văn Hai. Vậy mà không biết ở đây. Dạ không biết thầy. Ừ. Rồi bà biết. Nói xong cái lấy xe chạy vòng vòng kiếm. Sao cho bà nó gần quá. Rồi hôm qua là ai bấm cho chị? Dạ có hai chú thanh niên đó làm dùng. Lỗ tai. Rồi cái nghe nó giảm. Rồi mượn cái cục đó là làm buổi sáng. Cái là tối về rất là nhẹ. Nhẹ lắm. Nhẹ thoải mái lắm. Còn cái tai thì nghe dạ. Dạ được. Cái tai thì bữa nay nó ổn định rồi, nó không có trong đó Khi mà ở cái tuổi lớn thì máu nó đi theo cái động mạch cảnh nó lên, nó nuôi hai cái bán cầu não cũng như những cái bộ phận của hai bên đây, nhưng mà nó thiếu chỗ nào á thì mình sẽ bị là ù điếc tai rồi rối loạn thì mình rồi thiếu máu não ở khu vực đó. Do đó là khi mà chúng ta làm á thì cái điều đầu tiên là mọi người cứ lấy cái tay này ấn vô cái động mạch cảnh cho tôi để xem nhịp đập của nó. Và cái động mạch cảnh nó nằm ở giữa cái xương hàm và cái cứng đồng trũng này, ta đặt cái tay vô. Thì khi đặt cái tay vô đây á thì cái mặt cái động mạch cảnh á ở bên phải này á nó nhảy, ra đáy nó nhảy, nhưng mà động mạch cảnh phải thì nó lại không có cái nhảy. Chị lấy đứng như đây đây, đây. Đây chị sờ cái tay con cái nè, chị đặt vô đây rồi chị lắng nghe cái nhịp đập của nó, thấy chưa? Chị đó, mà yếu nên là rồi chị ấn bên đây, rồi. Đúng rồi, bên đây là mạnh hơn. Bên đây rất là mạnh. Do đó là máu nó thiếu không lên đi được, thành ra cái lỗ tai vậy đó. Do đó là mình phải bơm máu, bơm máu là mọi người học cái bơm máu từ dưới lên trên rồi ha. Và sau khi mà bơm máu mà muốn cái máu mà bơm lên cho tốt á, lấy cái bóng này. Thì ta chặn cái đây là tại sao biết? Cái tim ấy, là cái động mạch máu nó đưa ra tai. Bây giờ mình chặn cái đây thì nó ra ngoài tai không được, thì nó phải dọng ngược nó vô. Mà dọng ngược nó vô ấy, thì nó vô tim là chắc chắn chặn được, là vì máu động mạch nó bơm nó tim vô nha, thì nó phải đẩy ngược lên đây. Và chúng ta chỉ cần cái tay dịnh cái chặn cái đầu này để cho máu nó dồn xuống. Mọi người thấy chặn cái thấy mạch máu nổi lên không? Rồi giờ mình chỉ cần đẩy này lên thì máu nó dồn lên đây đấy. Dồn lên nè, rồi mình dồn lên tiếp nè. Thấy không? Rồi mình dồn, mình đẩy cái động mạch cảnh, đẩy cái mạch này cho kích thích cho nó hoạt động lại. Thấy chưa? Rồi, khi mà mình chặn đẩy lên xong rồi thì bắt đầu chúng ta cái lỗ tai này, bây giờ mọi người nếu mà mình có cái đồ đo nhiệt độ mình sẽ lấy cái tai này ấm hơn, còn tai này bao giờ cũng lạnh hơn. Do đó mọi người phải làm cái gì? Xoa lên, xoa đi cho nó ấm lên nè. Thấy chưa? Mà khi xoa là phải xoa làm sao á cho nó đỏ lên vậy nè, đây đấy, thấy chưa, thấy xoa chưa, thì mình xoa cái vành tay thấy chưa. Rồi khi xoa vành tay xong á là bắt đầu xoa cái vành ở trong trong này, thấy chưa. Rồi rồi bởi vì khi ta xoa như vậy rồi mọi người thấy nè, rồi bây giờ là tôi bắt đầu là tôi sẽ lấy cái tay nắm nè, kéo vô nè em, cái tay là tôi kéo vô nè,
thấy không? Rồi bây giờ cái tay ngón trỏ tôi đẩy vô sát bên đây nè, tôi nông ra nè, thấy không? Rồi cái này á, là tôi ngón cái tôi đẩy vô nè, tôi nông ra nè, đó. Thì riêng cái chuyện mà mình làm này xong rồi á, là máu lên đây là ok rồi, thấy chưa? Rồi bây giờ đi thử nè. Sao rồi? Hai bên đều nhau. Hai bên đều nhau rồi. Bây giờ cái là phát biểu là bây giờ chị thử cho nó chắc ăn, chị bịt cái tay bên đây đi. Rồi ai nói chuyện dưới đây? Nghe nói không? Có. Số điện thoại máy. 0918. Rồi, bây giờ nghe dễ chịu rồi ha. Rồi ok. Và cái điều mà tôi muốn nói á, ở với mọi người á, là chị này á, chị khỏi chưa? Chưa đâu. Tại vì sao em? Cái tổn thương của cái động mạch cảnh đây nè, thường thường nó bị sơ vữa cái động mạch cảnh, thì cái lỗ mà cái động mạch đó, nó máu lên trên nó thiếu kém. Cái mau mạch. Do đó, không quán cái động mạch cảnh, mau mạch là nó nằm bên phía trên. Thì bây giờ là chúng ta chườm nóng cái gan, rồi ta chườm nóng hai cái động mạch cảnh, và chúng ta phải mất tới 4 tới 5 tháng để giải quyết cái sơ vữa này. Thấy chưa? Và hằng ngày chúng ta tự mà mình tác động lên cái tai để cho cái lỗ tai mình nó nghe tốt hơn. Ok. Và như vậy á, là khi mà làm được cái điều này á, thì lần lần nó sẽ hồi phục lại. Thì chị này á, mà muốn hồi phục lại phải mất 6 tháng. Ít nhất là 6 tháng. Thì khi đó tai mình sờ lại cái động mạch cảnh bên phải á, mà thấy nó tốt như cái bên động mạch cảnh bên trái rồi, thì coi như là ok. Rồi chưa? Rồi, có cái lời gì trước khi chấm dứt không? Cảm ơn thầy rất nhiều. Chào ơi. Rồi, về bắt tay cho vô. Rồi. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.